chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Synchronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face Today với Thanh Lê Diệp và Anh Dũng trong ngày hôm nay thứ năm, ngày cuối cùng của tháng 6, 30 tháng 6, 2022. Xin được kính chúc quý khán giả một ngày thật nhiều sức khỏe và vui tươi. Xin kính chào Thái Lê. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Còn một ngày nữa thì tôi nhớ là tôi hứa, có hứa với anh Dũng, tự hứa thôi. Đi tới cái trạm xăng để mà coi giá xăng. Tại vì ngày mai tại bản tin đầu tiên nó cũng liên quan đến giá xăng đây. Anh Dũng anh thích lựa những cái bản tin mà trước những cái ngày mà nghỉ lễ, ví dụ như là lễ độc lập, lễ chiến sĩ Trần Vông, và cũng như là sau này thì có thể là lễ lao động đó, thì Juneteenth nữa, mai mốt sẽ có ngày Juneteenth nữa đó. Cái đó thì còn hơi mới đấy. Nhưng mà nói chung rằng là ba cái ngày lễ như vậy mà có long weekend đó, thì người Mỹ có cái thói quen rằng là sẽ đi đi du lịch không đi xa lắm, một nơi nào đó ở trong nước Mỹ, trong tiểu bang, hay là một cái road trip nào thôi. Thì cũng như theo thống kê cũng như thông tin từ hãng bảo hiểm AAA, thì hãng này dự trù rằng là sẽ có rất nhiều người Mỹ nhân dịp lễ độc lập sẽ có những cái chuyến du hành bằng xe hơi đi đây đi đó, và họ nói rằng là hãy chuẩn bị tâm lý cho về vấn đề giá xăng khi mà hơn 42 triệu người Mỹ sẽ có những cái chuyến du hành bằng xe hơi với cái khoảng cách là 50 dặm hay là 50 cây số hoặc là xa hơn nữa. Và dù rằng là giá xăng hiện nay đang ở cái mức mà cao kỷ lục, nhưng người Mỹ họ vẫn không có muốn bị gọi là gò bó ở nhà, họ phải đi ra ngoài cho bằng được. Cái đó là về vấn đề mà gọi là giá xăng dầu và những người mà du hành qua xe hơi. Đối với những người mà đi du lịch bằng máy bay thì AAA cũng nhắc nhở là chúng ta nên thận trọng, tại vì qua hai mùa lễ vừa qua người ta gặp rất nhiều cái sự phiền phức khi mà hàng ngàn chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy bỏ. Và bây giờ thì giá vé đi mua máy bay đó cũng không có rẻ như hồi trước, và gì đó cơ quan AAA cũng dự trù sẽ có nhất là 3.5 triệu người sẽ đi du lịch bằng máy bay trong mùa lễ độc lập này. Cho nên là quý vị cũng sẽ thấy rằng là phi trường, xa lộ, nói chung là đi ra ngoài đường trong cuối tuần này thì rất là đông đúc, cho nên quý vị cũng nên chuẩn bị trước, đi thì đi sớm, và nên để ý rằng là chuyến bay của mình có bị có đúng giờ không, hay là bị delay rồi bị hủy bỏ nữa. Nhưng mà cái vấn đề là quan trọng là nếu mà đi bằng đường xe thì vẫn phải lo lắng về cái túi tiền của mình vì đổ xăng nhiều hơn, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái vụ mà 50 người đã thiệt mạng trong một chiếc xe tải 18 bánh bị bỏ rơi ở tại San Antonio, Texas, thì con số người thiệt mạng trong cái vụ này đã gia tăng. Và đây được xem là một cái vụ thiệt mạng liên quan đến tình hình của những người di dân không có giấy tờ hợp lệ. Nó có vẻ là cao nhất từ trước đến nay. Tính cho đến giờ phút này thì đã có thêm 2 người nữa tử vong qua cái vụ bị kẹt ở trong chiếc xe không có máy lạnh này. Con số chính xác là 53 người đã thiệt mạng. Và các giới chức vẫn còn đang tiếp tục để khám phá thêm những cái chi tiết liên quan đến vụ việc này. Sau khi mà chịu đựng một số các cái vấn đề liên quan đến khủng hoảng những người di dân từ suốt thời gian vừa qua ở tại tiểu bang Texas, thì các giới chức ở đây cũng đã đưa những cái chiến lược mới ra để làm sao cố gắng để có thể giảm bớt những cái tai nạn thương tâm tương tự như thế này trong tương lai. Họ cũng đề ra một số các cái biện pháp, chẳng hạn như ông Steve McCraw là giám đốc của Sở An toàn Công cộng ở Texas, nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng triển khai thêm những cái đội ngũ của lực lượng nội an, những cái nhân viên đặc biệt để có thể làm giảm bớt và giám sát hoạt động của các loại xe lưu thông ở trên đường phố băng qua khu vực biên giới, để xem xét một cách kỹ càng hơn liệu những xe nào thì là những xe có nhiều nguy cơ chở theo những người di dân lậu. Thống đốc của tiểu bang ông Abbott thì lại đưa ngón tay chỉ vào chính quyền của Tổng thống Joe Biden và vẫn tiếp tục nói rằng
tất cả những điều này là xảy ra vì những cái chính sách lỏng lẻo của chính quyền Tổng thống Joe Biden liên quan đến việc quản lý tại khu vực biên giới mà dẫn đến những thảm kịch như kể trên. Trong khi đó thì nghị viên Quốc hội Texas là bà Sylvia Garcia cũng nói rằng điều này phải nói rằng lỗi chính của nó nằm ở tại thống đốc của tiểu bang Texas, khi mà tiểu bang này cũng đã tốn kém rất nhiều tỷ Mỹ Kim để bỏ ra các cái chương trình an toàn cho khu vực biên giới, nhưng rốt cuộc không đạt được cái mục đích và nó đã vẫn tiếp tục xảy ra những cái điều đau lòng như kể trên. Thì bây giờ đó, trong chính quyền thì cứ đổ lỗi lại, nhưng cái vấn đề trước mắt là làm sao để có thể có một cái kế hoạch, một chính sách duy nhất và an toàn nhất để dành cho trường hợp này, thì đó vẫn là một câu hỏi còn để mở. Thưa quý vị, sang qua những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc điều tra của Ủy ban 60 tháng Giêng tại Hạ Viện, thì nhân vật mới nhất mà Ủy ban này muốn được hỏi cung công khai đó là cựu luật sư của Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Trump, ông Pat Cipollone. Nếu quý vị còn nhớ rằng là tên tuổi của ông này đã được nhắc đến vài lần hay là nhiều lần trong tuần này, khi mà nhân chứng Cassidy Hutchinson cho biết rằng là trong những ngày trước ngày 6 tháng Giêng của năm 2021, cũng như là sau những lần đó, thì nhờ vào cái sự khuyên can của Pat Cipollone cho nên rằng là Tổng thống Donald Trump thời đó đã không có thực hiện một số các hoạt động mà ông luật sư này cho rằng là phi pháp. Và một trong những cái lời phát biểu của ông được cô Cassidy Hutchinson kể lại trong lúc mà cô xuất hiện trước buổi điều trần của ủy ban này, rằng là ông nói với cô là Cassidy, làm gì làm, đừng để cho ông Trump tới tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng, vì nếu mà ông này tới đây để mà cản trở lại cái thủ tục mà đếm phiếu đại cử tri đoàn đó, thì chúng ta đây là bao gồm ông, các nhân viên phụ tá và cũng như là ông Trump đều sẽ bị truy tố với hầu hết tất cả những tội danh mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được trên nước Mỹ này. Và sau những cái lời mà gọi là chia sẻ của Cassidy Hutchinson, bây giờ ủy ban này muốn rằng là Pat Cipollone phải xuất hiện trước ủy ban 6 tháng Giêng để có một cái cuộc điều trần công khai. Nhưng chúng tôi cũng xin lưu ý rằng vì ông là luật sư của Tòa Bạch Ốc trước đây, cho nên cái vấn đề mà gọi là executive privilege, đó là cái quyền tự do hành pháp của ông đó, không cần nhất thiết mà phải công khai những lời cố vấn của ông dành cho Tổng thống, được bảo vệ rất là kỹ càng. Cho nên là trừ khi là ông tình nguyện ra công chúng để xuất hiện, còn không thôi thì ủy ban này chưa chắc có cái quyền hạn để mà triệu ông ra. Con số những vụ bắn giết tại các trường học tại Hoa Kỳ đã gia tăng cao nhất trong vòng 20 năm qua. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát của các cơ quan chính phủ trong thời gian vừa qua. Con số này đã vượt quá 20 năm về trước, thưa quý vị, và nó theo những cái dữ liệu liên bang đã được báo cáo bởi Trung tâm Chiến lược Giáo dục Quốc gia. Thì họ ghi nhận rằng đã có 93 trường hợp xả súng trên toàn quốc Hoa Kỳ giữa tháng 7 năm 2020 và tháng 6 năm 2021. 43 kết quả của vụ này thì đã gây ra những cái vụ tử vong, trong khi đó thì 50 vụ khác chỉ gây ra thương tích thôi. Theo báo cáo này, bao gồm những cái trường hợp đã xảy ra ở các trường học, từ bất kể là trong lúc đó ở trường có học sinh đông đúc trong cái mùa đang học hay là mùa nghỉ hè hay không. Tuy nhiên đây là một cái thống kê chung, để cho nó là một cái con số xả súng tại khu vực của các trường học, nó là cao nhất trong vòng 20 năm qua. Cái con số này nó cao hơn con số hồi tháng trước, sau khi mà cái vụ bắn xả súng mà có lẽ là sẽ là một vụ xả súng lịch sử của Hoa Kỳ, khi 19 học sinh và 2 thầy giáo đã bị giết tại trường tiểu học Rob ở Uvalde, Texas. Sau gần một tuần khi mà tối cao pháp viện đã đảo ngược lại án lệ Roe v. Wade, thì cái cuộc chiến về vấn đề tự do phá thai và cũng như là cấm phá thai hiện nay đang bắt đầu diễn ra ở một số các tiểu bang Hoa Kỳ. Với mỗi tiểu bang đều có những luật lệ và có những cái dằn co pháp lý riêng của họ. Ví dụ như ở tại tiểu bang Wisconsin là một trong những tiểu bang hiện nay, thống đốc tiểu bang này, ông Tony Evers của đảng Dân Chủ, đang kêu gọi tòa án cấp liên bang phải hủy bỏ một luật lệ được ban hành vào năm 1849, mà luật này cấm tất cả các ca phẫu thuật được thực hiện, ngoại trừ trường hợp là cưỡng hiếp hay rằng là có những cái quan hệ
chung trong gia đình mà nó đi ngược lại với một số các luật lệ khác ở tại tiểu bang, thì đây là cũng là một công nỗ lực mà của thống đốc Tony Evers tại tiểu bang Wisconsin. Nhưng mà đó là vì tiểu bang này có một thống đốc bên đảng Dân Chủ sang của bên tiểu bang Texas. Thì sau khi mà án lệ này được đưa ra, thì luật của tiểu bang Texas cho biết rằng là các community clinic hay là các tổ hợp y tế cộng đồng đó không được tiến hành những ca phẫu thuật phá thai khi mà bào thai nó đã trưởng thành lên đến cái độ tuổi là khoảng chừng 6 tuần. Thì đó là bên Texas. Và sang qua bên tiểu bang North Dakota thì tiểu bang này là một trong 13 tiểu bang mà có cái luật gọi là trigger law, đó hệ mà Roe v. Wade, án lệ Roe v. Wade bị lật đổ, thì tự nhiên luật hiện hành của tiểu bang North Dakota sẽ đi vào áp dụng ngay lập tức, bắt đầu vào ngày 28 tây tháng 9 này. Và cũng tương tự như vậy, nó cũng có những cái luật lệ mà cấm phá thai sau 6 tuần hay là 10 tuần hay là 15 tuần, tương đương với nhiều cái trường hợp khác. Nói chung rằng là bây giờ là mỗi tiểu bang là sẽ có mỗi cái luật lệ riêng. California thì cũng nhiều cũng muốn thông qua một cái tu chính án trong hiến pháp bảo vệ cái quyền tự do phá thai của phụ nữ. Và những tiểu bang như là Nevada, thống đốc Adebayo cũng đã đưa ra một sắc lệnh cho biết rằng là cũng sẽ phối hợp với những luật lệ tương tự như là California. Thì nói chung rằng là chúng ta phải tham khảo luật của từng tiểu bang nếu mà mình muốn đi đây đi đó để có những ca phẫu thuật về vấn đề phá thai, vì tiểu bang nhà của mình hiện nay đang cấm những luật đó hay là những cái phẫu thuật đó. Trở lại với cái việc súng ống, thưa quý vị, thì tiểu bang New York trong ngày hôm qua cũng chiều tối ngày hôm qua cũng đưa ra bản tin từ tổng trưởng lý của thành phố New York và một số các cơ quan công lực của thành phố này cho biết rằng họ sẽ đệ đơn trực tiếp để khởi kiện các công ty sản xuất và các nhà phân phối bán lẻ các cái bộ phận rẻ riêng rời của các cái loại súng ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thì họ sẽ đâm đơn kiện những cái cơ sở sản xuất này, là vì họ nói trong thời gian vừa qua đó thì người ta cũng biết được rằng các những cái bộ phận rời của những loại súng có thể được bán ở trên nhiều cái trang mạng, và ngay cả một số các công ty cũng rao bán nó trên một cái trang mạng. Thì sau khi người ta mua những cái bộ phận rời này về, người ta có thể ráp lại thành một cái khẩu súng hoàn chỉnh, và những khẩu súng này sẽ không có mã số để người giới chức công lực có thể theo dõi một cách rõ ràng. Các trang mạng hiện nay của các công ty sau khi nghe tin này thì đã lập tức đưa lên quảng cáo rằng ai muốn mua các bộ phận rời, các bộ phận súng rời này đó, thì cần phải mua gấp, là vì thời gian sẽ không còn và sau đó sẽ hết hàng. Và chính đây là những cái điều mà người ta đang quan tâm. Tổng trưởng lý của New York Leticia James thì nói là chúng tôi muốn làm một cái điều gì đó tương tự như những gì mà chúng tôi đã làm trong các vụ kiện tụng liên quan đến các loại thuốc trị đau nhức gây nghiện có nguồn gốc từ á phiện, chẳng hạn như opioid. Trong khi đó thì trưởng Eric Adams nói rằng chúng tôi sẽ không để các công ty súng biến thành phố New York thành nơi giết người qua những cái đơn đặt hàng của họ qua đường bưu điện. Và tổng trưởng lý New York cũng nói là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng cái luật này để kiện các công ty này. Trong khi đó thì mẹ của một nạn nhân đã bị tử nạn vì súng ống, bà Yanely Henriquez thì nói: các công ty của quý vị có lỗi vì đã gây thiệt hại cho việc thiếu kiểm tra lý lịch. Angeli đã mang rất nhiều ánh sáng về tình yêu vào cuộc sống của tôi. Nay thì cô bé đã qua đời và tôi phải sống trơ trọi một mình vì thiếu con gái của mình. Như vậy thì tiểu bang New York sẽ là một trong những tiểu bang đầu tiên để khởi kiện các công ty sản xuất những cái bộ phận rời mà người ta ráp thành súng, thì người ta gọi nó là Ghost Gun, súng ma, phải không ạ? Và trở lại với bản tin sáng sớm ngày hôm nay là những tin tức liên quan đến ngày lễ độc lập năm nay tại Hoa Kỳ, khi mà nhiều thành phố lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ đang chuẩn bị cho cái buổi ăn mừng này. Ngay tại thành phố New York thì quý vị thấy rằng là người ta cũng đang chuẩn bị cho một cái cuộc mà gọi là diễn hành lần thứ 46 của công ty Macy's, mà nhiều người đã biết đến là Macy's Day Parade. Và sau nhiều năm, sau vài năm bị đại dịch ảnh hưởng, cái parade của công ty Macy một lần nữa sẽ được trình diễn vào cuối tuần này. Nó đúng hơn là nhiều khi là ngày thứ hai trong trong tuần tới, khi mà chúng ta đón mừng lễ độc lập sinh nhật của nước Mỹ. Và quý vị thấy rằng là pháo bông, mấy cái thùng phi này là toàn là pháo bông không nha, chứ không phải là cái thùng mà chứa nước chứ gì đâu. Khi mà những cái đoàn xe diễn hành đi qua thì quý vị thấy rằng
nhân viên họ đang chuẩn bị pháo bông để mà bắn từ cái bến cảng đi lên để mà ăn mừng cái ngày lễ độc lập, và chắc chắn sẽ rất là vui nhộn. Chúng ta đang chuẩn bị coi một cái màn pháo bông cũng như là những cái xe hoa, mình cứ tạm gọi là xe hoa đi, sẽ đi diễn hành tại thành phố New York trong cuối tuần này. Trở lại cái vụ các di dân bị chết ngộp và nóng ở trong chiếc xe tải ở tại Texas, thưa quý vị, thì ngày hôm nay như con số hồi nãy chúng tôi đã thông tin cùng quý vị là 53 người chính thức đã tử vong đó, thì sao con số này người ta sợ rằng sẽ còn gia tăng nữa, tại vì một số người nằm trong bệnh viện hiện nay cũng đang trong tình trạng rất là nguy. Trong khi đó thì giới chức an ninh đã bắt giữ được bốn nhân vật có liên quan đến cái vụ việc này. Thứ nhất là một người đàn ông tên là Homero Zamorano, 45 tuổi. Ông này là tài xế của chiếc xe tải và đã bị bắt. Ông này là sẽ bị khởi tố về tội là dính líu với cái vụ buôn người đưa đến tử vong. Theo những cái hồ sơ công cộng của ông này thì cho biết rằng ông ta đã từng có một cái tiền án trước đây, trở đi từ năm 1990, với một danh sách dài các cái tội mà ông ấy đã gây ra. Người ta không nói rõ là tội gì. Trong khi đó thì một thanh niên 28 tuổi khác tên là Christian Martinez cũng đang ở trong tù và bị khởi tố vì một số các cái việc mà đưa âm mưu vận chuyển các di dân không có giấy tờ hợp lệ để đưa đến kết quả tử vong. Hai người khác là hai công dân của Mỹ Tây Cơ cũng bị sẽ khởi tố trong cái vụ này vì các cái tội là đã sử dụng vũ khí một cách bất hợp pháp, cũng bị khởi tố, tức là đã có bốn người tổng cộng liên quan đến chiếc xe tải mà đã có những nạn nhân bị thiệt mạng ở trong đó. Hiện nay thì người ta vẫn chưa biết là các nạn nhân trong chiếc xe tải này đã chết bao lâu thì sau đó mới được phát hiện. Người ta vẫn còn chưa biết là họ đã phải nằm ở trong xe trong một khoảng thời gian là bao lâu. Theo những cái con số của Sở Khí tượng Quốc gia, cái nhiệt độ vào ngày đó tại địa phương này vào ngày hôm thứ hai đó, tại Santa Antonio, nó đã lên từ khoảng 90 cho đến trên 100 độ F. Thì đó là những cái tin tức mới nhất liên quan đến cái vụ việc. Thưa quý vị, trở lại với cuộc điều tra của Ủy ban 6 tháng Giêng, thì trong ngày hôm qua, dân biểu liên bang Liz Cheney, phó chủ tịch của Ủy ban này, đã có một bài diễn văn nhằm lên án một cách triệt để cựu Tổng thống Donald Trump và cũng như là những lãnh đạo trong đảng Cộng hòa hiện nay mà bà cho rằng là đã đồng lõa với ông này. Trong bài diễn văn thì bà Cheney cho biết, cái thực tại hiện nay mà chúng ta đang phải đối đầu là các đảng viên đảng Cộng hòa, khi mà chúng ta đang suy nghĩ đến những cái lựa chọn trước mắt là chúng ta phải chọn: một là chúng ta trung thành với lại Donald Trump, hai là chúng ta trung thành với hiến pháp của Hoa Kỳ. Bà Cheney đã tóm tắt lại những cái lời khai của Cassidy Hutchinson trong tuần này, khi mà bà nói rằng là trong ngày thứ ba tuần này, người dân của nước Mỹ đã có cơ hội để mà gặp được một phụ nữ rất là can đảm, bà Cassidy Hutchinson. Tuy nhiên, những thượng cấp của bà và cũng như là những cộng sự viên lớn tuổi hơn những người này thì không can đảm như vậy, tại vì hiện nay họ đang trốn tránh ở phía sau cái được gọi là executive privilege, đặc quyền của hành pháp, để mà không cần phải đưa ra những cái lời cung từ liên quan đến những gì mà họ đã chứng kiến được trước và cũng như là trong ngày và sau ngày 6 tháng Giêng, liên quan đến cái vụ mà của Tổng thống Donald Trump và nhóm người mà đã đột nhập vô trong điện Capitol Hill. Đó là cái bài diễn văn hay tóm tắt bài diễn văn của bà Cheney trong tuần này. Sang qua đến bản tin liên quan đến Philippines, thưa quý vị, thì ngày hôm qua Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 17 của Phi Luật Tân trong một buổi lễ được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia ở thủ đô Manila. Ông Marcos Jr. thường được biết đến với biệt danh là Bongbong, đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vừa diễn ra vào hồi tháng 5. Hơn 3 triệu cử tri Philippines đã bỏ phiếu cho ông ấy. Con số này nó cao gấp đôi so với đối thủ về thứ hai, đó là phó tổng thống đương nhiệm hiện nay sắp mãn nhiệm, ông Lenny Robredo. Ông Bongbong sẽ thay thế nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm là Rodrigo Duterte. Và cái điều thú vị, ông này chính là con rể của ông Rodrigo Duterte. Và hồi đầu tháng thì con gái của ông Duterte là bà Sara Duterte Cabrillo đã tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống.
Ông Marcos Jr. là thành viên trong một trong những gia đình chính trị khét tiếng tại Philippines. Cha của ông đã cai trị đất nước thông qua một chế độ độc tài tàn bạo và tham nhũng, đã kết thúc bằng một cuộc nổi dậy của quần chúng năm 1986. Các câu hỏi được giới quan sát đặt ra là liệu ông Marcos Jr. sẽ có tiếp nối cái con đường chính sách, các cái chính sách đối ngoại của cha vợ của mình là ông Duterte hay không? Là vì người ta cũng ghi nhận trong thời gian mà ông Duterte làm tổng thống thì các chính sách liên quan đến Trung Quốc, các khu vực Biển Đông thì lúc lên lúc xuống. Với cái tính khí bất thường của ông này thì người ta cũng không biết là liệu cái chính phủ mới tiếp của ông Marcos sẽ vẫn tiếp tục là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở tại khu vực này như từ trước đây, mà sau cái thời của tổng thống Duterte đã gặp nhiều trắc trở. Có lúc thì vui thì là thân thiết, có lúc buồn thì lại quay qua với phía Trung Quốc. Thì người ta cũng đang theo dõi xem trong những ngày sắp tới các cái chủ trương của ông Marcos là sẽ như thế nào. Và thưa quý vị, trong ngày thứ năm hôm nay cũng là một ngày mang đầy tính cách lịch sử đối với cộng đồng người da đen, cũng như là lịch sử của nước Mỹ, khi mà trong ngày này đúng 12 giờ trưa theo giờ miền đông của Hoa Kỳ thì thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang sẽ chính thức được tuyên thệ nhậm chức vào thẩm phán tối cao pháp viện. Thẩm phán Cantella Brown Jackson sẽ được tuyên thệ nhậm chức vào 12 giờ trưa hôm nay tại thủ đô Washington tại tối cao pháp viện, và bà sẽ trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên được phục vụ trong cái vai trò này. Đây là một ngày mang tính cách lịch sử, và nhiều người cho rằng là sau này khi mà các học sinh, học trò học lại sử sách của người thiểu số cũng như là ngành tư pháp, chắc chắn rằng là họ sẽ phải đọc qua một phần về ngày này cũng như là tiểu sử của bà Kentelly Brown Jackson khi mà bà chính thức thay thế cho thẩm phán về hưu sáng sớm ngày hôm nay, đó là ông Stephen Breyer. Thưa quý vị, ngày hôm nay thứ năm thì Quốc hội Israel đã bỏ phiếu chính thức tự giải thể trong một cuộc bỏ phiếu mới và đưa ra một cuộc bỏ phiếu mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11 cuối năm nay. Quốc hội Israel, còn được gọi là Knesset, vào ngày thứ năm đã thông qua dự luật tự giải tán và đồng thời sẽ lên lịch để tổ chức các cuộc bầu cử mới. Cuộc bỏ phiếu đã thông qua với con số 92 thuận, không có phiếu chống, và có vẻ như là 28 nhà lập pháp đã không bỏ phiếu về dự luật này. Như vậy thì ông thủ tướng hiện nay là ông Naftali Bennett sẽ chuyển đổi cái ghế của mình. Đối với Bộ trưởng của Ngoại giao Yair Lapid thì ông sẽ không còn là thủ tướng nữa, mà ông Yair Lapid sẽ lên làm thủ tướng lâm thời của Do Thái cho đến khi có cuộc bầu cử một cách chính thức. Sở dĩ có cái vấn đề này là vì ông Naftali Bennett là đại diện cho một đảng khác liên kết với một đảng như ông Yair Lapid lãnh đạo, và hai ông cùng trong một cái liên minh để thành lập chính phủ hiện nay của Do Thái. Và do đó khi mà chính phủ giải tán thì hai ông này hoán đổi chức vụ cho nhau, để rồi ông Yair Lapid sẽ trở lên làm thủ tướng lâm thời của Do Thái cho đến ngày bầu cử. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay là tin tức liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh của các thành viên trong khối NATO được thực hiện, và hôm nay là ngày họp cuối cùng tại thủ đô Madrid. Và trong ngày hôm nay thì khối NATO dự trù sẽ phải thống nhất một số các văn kiện liên quan đến vấn đề an ninh cho Âu Châu, và văn kiện này được gọi rằng là Russian Aggression. Chúng tôi xin tạm dịch rằng là sự hung hãn của nước Nga, trong cái văn kiện mà sẽ phải điều chỉnh lại những quan hệ chiến lược cũng như những quan hệ quân sự giữa các nước trong thành viên khối NATO. Và đây cũng là một trong những cái văn kiện mà đã được phải điều chỉnh lại sau đệ nhị thế chiến, để một cách rõ ràng liệt kê rằng là hiện nay Nga là mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất đối với sự an ninh của các thành viên trong khối NATO. Và cũng trong lần đầu tiên thì cái văn kiện này nó cũng nhắc đến sự nguy hiểm tiềm tàng của Trung Quốc với cái sự lợi ích, quyền lợi an ninh và cũng như là những một số các quyền giá trị khác của khối NATO. Và thưa quý vị, thấy là trong ngày hôm nay thì sau ngày hôm nay Tổng thống Biden sẽ quay về lại nước Mỹ. Chúng tôi cũng xin thông báo một lần nữa, vào thứ Bảy cuối tuần này và ngày 2 tây tháng 7 tại nhà thờ chánh tòa Chúa Giêsu Kitô
tức là nhà thờ kiến cũ, sẽ có Đại hội Thánh Mẫu La Vang được tổ chức lần đầu tiên tại Orange County. Quý vị có thể xem trực tiếp những chương trình này trên hệ thống YouTube cũng như là Facebook của Việt Face TV, chứ không có trên hệ thống phát hình thường lệ 57.2 của Việt Face TV. Chỉ có trên YouTube và Facebook sẽ live stream những cái buổi lễ này. Ngày thứ 6, 1 tháng 7 thì chúng tôi sẽ bắt đầu tường trình về cái chương trình khai mạc, và sau đó 7:30 là có thánh lễ, thì chương trình cũng sẽ được trực tiếp ở trên YouTube và Facebook của Việt Face TV. Ngày thứ 7, 2 tháng 7 từ 4:30 thì chúng tôi sẽ trực tiếp chương trình rước kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ lớn. 6:15 thì sẽ trực tiếp chương trình thánh ca và những cái đoàn vũ dân hoa lên cho Đức Mẹ. 7:30 thì chương trình thánh lễ cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên YouTube và Facebook của Việt Face TV. Mong quý vị nhớ đón xem. Một lần nữa là chương trình này sẽ được tổ chức vào 2 ngày thứ 6 và thứ 7 cuối tuần này tại nhà thờ lớn, nhà thờ kiến cũ, nhà thờ chánh tòa Giêsu Kitô ở tại quận Cáp. Xin thông báo đến cùng quý vị. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi mời quý vị bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại đưa ra một cái đề tài mà chắc có lẽ là chúng ta cũng đã từng nói đến rất nhiều lần. Đó là liên quan đến vấn đề súng ống. Trong một cái thống kê mới nhất được đưa ra vào ngày hôm qua đó, thì người ta đã đưa ra những cái con số thống kê để cho thấy rằng hiện nay một số các cái tiểu bang mà số người dân ở đó, chẳng hạn như tại những cái tiểu bang vắng vẻ Montana, mỗi gia đình đều có thủ đắc một khẩu súng ở trong nhà, thì cái tỷ lệ mà những người có súng để ở trong nhà nó cao hơn một số các cái tiểu bang khác. Và cái thống kê này ghi nhận rằng những cái tiểu bang có số lượng người thủ đắc súng ống ở trong nhà cao, thì ở đó những cái tỷ lệ về cái việc chết chóc vì súng đạn chưa chắc đã cao hơn những tiểu bang có cái luật lệ kiểm soát súng ống một cách chặt chẽ. Đó là một cái thống kê mới từ giáo sư Emerita Joyce Lee Malcolm của trường đại học George Mason. Và bà đã đưa những cái dữ liệu mà bà nghiên cứu trong nhiều năm qua cho Fox News Digital. Bà nói rằng chỉ một nghiên cứu về những tên trộm từ năm 1986 thì bà cho thấy là 34% những kẻ trộm được phỏng vấn cho biết là họ chính là những nạn nhân đã bị những nạn nhân mà họ bị những người trộm này viếng nhà đó, thì họ, những người này là đã sử dụng súng để bắn họ bị thương hoặc là để bắt giữ những tên trộm đó. Và theo cái dữ liệu tổng hợp từ FBI từ năm 2019, chi tiết của các vụ giết người và giết người bằng súng trên tổng số 100 cư dân ở bất kỳ các tiểu bang, cũng như những dữ liệu do Rand Corporation tổng hợp được công bố năm 2020, cho thấy là tỷ lệ những gia đình có ít nhất một khẩu súng trong năm 2016, thì những tiểu bang này, con số người thiệt mạng vì vấn đề súng ống nó cũng tương đương như tại các tiểu bang mà luật súng ống được đưa ra một cách khắt khe. Như vậy thì qua những cái dữ liệu này, những cái điều tra này, những cái con số này nó nói lên cái điều gì? Người ta ghi nhận, chẳng hạn năm 2019, Montana ghi nhận 1.5 vụ giết người bằng súng trên 100.000 dân số và 2.5 vụ giết người trên 100.000 dân tại Massachusetts, nơi gắn liền với New Jersey. Thì trong khi đó thì những tiểu bang có lệ tiết giết người tương tự như là ở Montana hoặc là ở nơi California đó, nơi chỉ có 28% các gia đình có ít nhất một khẩu súng năm 2016, thì lại có tỷ lệ hơn 4 người bị sát hại trên 100.000 dân số. Tại California 4/100.000, trong khi Montana 1.5/100.000. Thì đây là những con số mà người ta đưa ra và nhiều dữ liệu khác nữa. Nói tóm lại là những con số mà những tiểu bang thủ đắc súng nhiều chưa chắc đã có những nạn nhân chết nhiều. Vậy thì điều này nói lên việc gì? Khi mà một số người khi đưa ra những cái luật súng mới, họ nói, họ chỉ trích những tiểu bang là đã đưa ra những cái luật dễ dãi cho súng ống, thì đã tạo nên những cái vụ giết người như thế, chẳng hạn như tại Texas mà chúng ta vừa biết. Tuy nhiên một số các lý lẽ khác nữa, khi mà sự việc nó có vẻ êm ắng thì bắt đầu lại có những cái ý kiến trái chiều đưa lên, chưa chắc là cái việc quản lý súng một cách dễ dàng như các tiểu bang đó lại có cái số lượng người bị thiệt mạng vì súng nhiều hơn các tiểu bang mà cái luật súng khắt khe. Chúng ta nhìn thấy điều gì qua việc này? Mời quý vị theo dõi với phần phân tích của Thầy Đại Diệp. Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy rằng là xã hội rất là phức tạp, điều gì nó cũng có hai mặt. Cho nên là nếu quý vị còn nhớ, tôi hay chọc anh Dũng lắm. Tại vì anh Dũng sau những cái trường hợp như vậy, dù là trường hợp mà gọi là giết người hàng loạt,
trong đó có con nít. Trong những trường hợp viên bất hợp pháp thiệt mạng trong cái xe 18 bánh đó, thì ông anh của tôi đôi khi ông rất là xúc động. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy rằng là 2-3 tuần xong thì anh Dũng lại đưa ra những cái thống kê cho thấy rằng là cái gì nó cũng có hai mặt. Và như là tôi đã nói với quý vị rồi, không có gì ở tại nước Mỹ là nó tuyệt đối 100% cả. Và luật cải tổ lại súng ống mà Tổng thống Biden vừa mới ký kết vào ngày Chủ nhật hay là ngày thứ hai trong tuần đó, nó cũng sẽ có ngăn ngừa một số trường hợp mà thôi, chứ nó cũng không có tuyệt đối là ngăn cản những cái vụ giết người hàng loạt hay là những cái vụ giết người lẻ tẻ mà nước Mỹ này vẫn tiếp tục chứng kiến trong nhiều năm tới, trừ khi là chúng ta hoàn toàn loại bỏ hết tất cả cái quyền sở hữu súng của người dân trên toàn nước Mỹ. Thì nói một cách dễ hiểu đi, là luật lệ của Mỹ nó có rất nhiều cái sự khe hở, và không có, chúng ta không có một cái sự gọi là đồng thuận một cách tuyệt đối từ người dân, cho nên rằng là đối với các nhà lập pháp mà đại diện cho tiếng nói của cử tri đó, chúng ta cũng không có được một cái sự đồng nhất về vấn đề luật lệ súng ống. Thì như là những gì mà anh Dũng vừa mới trình bày và chúng tôi cũng đã nhắc đến một vài lần, khi mà thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott vừa sau khi mà có cuộc nổ súng ở tại thành phố Uvalde trong cái trường tiểu học đó, thì ông nói ngay lập tức riêng là luật lệ kiểm soát súng ống nó không có hiệu quả. Là tại sao mà ở Texas luật lệ súng ống lỏng lẻo cũng khiến cho người ta có những cái cuộc giết người hàng loạt, nhưng luật lệ ở tại súng ống ở New York rất là khắc nghiệt, nhưng cũng có những cuộc giết người hàng loạt như là ở một cái siêu thị ở tại thành phố Buffalo của tiểu bang New York, hay là chưa nói đến cái kể rằng là băng đảng thường xuyên thanh toán lẫn nhau và người dân vô tội cũng bị trúng đạn ở những thành phố đô thị lớn như là Chicago, như là Los Angeles, vân vân. Thì nếu chúng ta nhận thấy được những gì đó, chúng ta chỉ nhận thấy được rằng là luật lệ nó có cái sự gọi là giới hạn của nó. Chúng ta có thể thông qua luật lệ này, thông qua luật lệ kia, những cái vấn đề mà gọi là tiến trình thay đổi nó cũng có nhiều mặt, và ngay cả cái vấn đề nó cũng có nhiều mặt nữa, chứ không phải là chúng ta nói rằng là thông qua luật này, thông qua luật kia thì những cái kết quả hay là những cái bi kịch mà chúng ta đã chứng kiến nó sẽ ngưng một cách hoàn toàn. Thì thưa anh, cái đó là những gì mà tôi thấy được trong cái cuộc gọi là tranh luận về vấn đề súng ống, về vấn đề phá thai, về vấn đề di dân bất hợp pháp. Cái gì nó cũng có hai mặt. Và bây giờ anh với tôi hay là quý khán giả mà tương tác với nhau đó, có tranh luận đến tận thế cũng không có được một cái sự gọi là đồng ý, một cái hoàn hảo cả. Cho nên rằng là thôi mình nói cho vui để cho khán giả thấy rằng là cái gì nó cũng tới hai ba mặt lận. Chúng ta thấy rõ ràng là sau một cái thảm kịch nào đó mà nó có thể là gọi là giọt nước làm tràn ly, thì cái sự phản ứng của người dân tại Hoa Kỳ nó trở nên bùng nổ hơn, và dĩ nhiên các nhà lập pháp cần phải làm đúng. Cái luật súng mà vừa được Tổng thống Joe Biden ký trong những ngày vừa qua thì nó cũng đã là một cải tiến đáng kể trong vòng 3 thập niên vừa qua tại Hoa Kỳ, và nó là một cái luật cải tổ lịch sử, có thể nói như vậy. Và người dân ít ra người ta cũng thấy rằng chính quyền đã có quan tâm thực sự đến vấn đề này, còn cái hiệu quả của nó như thế nào thì chắc chắn nó lại là một cái vấn đề liên quan đến xã hội, đến tất cả mọi cái chi tiết khác về văn hóa, về con người, nó liên quan đến nhiều mặt khác trong cuộc sống. Do đó mà chưa chắc nó có được một cái kết quả tuyệt đối, nhưng người ta chứng kiến và người ta ghi nhận được là nhà nước, là chính quyền, là các nhà lập pháp và các nhà hành pháp đã có làm một cái điều gì đó để có thể cải tiến. Còn cái việc nó mang lại kết quả như thế nào hay không thì lúc đó chúng ta tính sau. Nhưng ít ra nó có thể làm giảm được cái sự bất mãn trong lòng của người dân, những người hiện nay đang tìm kiếm một cuộc sống an toàn trên toàn quốc. Chúng ta cũng thấy, dĩ nhiên là phía này phía kia họ cũng lợi dụng cái việc này để len lỏi vào đó những cái ý đồ chính trị của mình. Tuy nhiên dù có hơn là không, và chúng ta cũng mong rằng cuộc sống sẽ trở nên an toàn hơn, tốt đẹp hơn với những cái luật lệ mà nó đã đưa ra. Cảm ơn phần phân tích với Tyler Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino. Khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời.
Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ. 714-766-3345. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Syntronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Khám phá lại sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi bạn có thể trở thành hiện tượng. Sự lôi cuốn tỏa sáng của bạn với nụ cười chiến thắng không ngừng. Nơi đây, bạn luôn là một ngôi sao với mọi sự hào hứng và thư giãn bạn kỳ vọng. Hãy vui chơi trở lại và tận hưởng sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì có thẻ xanh giờ này. Công ty thẻ xanh chuyên môn bảo lãnh sẽ giúp quý vị sớm đoàn tụ bên người thân. Cảm ơn quý thân chủ ở khắp 50 tiểu bang đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho công ty thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Châm ngôn của công ty thẻ xanh là uy tín, trách nhiệm, lương tâm. Lưu ý, công ty thẻ xanh có văn phòng tại quận Nhất, quận Tân Bình, Huế và Đà Nẵng gần sân bay quốc tế. Văn phòng thẻ xanh không phải là văn phòng luật sư. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-766-3345, 714-766-3345 hoặc vào congtythexanh.com. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%. Và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói. Bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carats. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim. FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Syntronic xin giới thiệu đầu lọc âm thanh kỹ thuật số mới nhất năm 2022, KSB-1000 Pro White. Với đầy đủ các chức năng mới bây giờ, đặc biệt khác hoàn toàn với những đầu lọc analog có nhiều nút chỉnh, KSB-1000 Pro White đã được chỉnh sẵn, âm thanh rất hay, vô cùng dễ sử dụng và tặng kèm một cặp microphone không dây có khả năng chống hú tuyệt vời. Mọi chi tiết xin gọi 714-450-6666, 143-71 Uclick căn số 2J, nằm tại góc đường Uclick và Hazard, Syntronic.com. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.